Forenser 2022 với thiết kế như F-150 được khẳng định cứng nhất từ trước đến nay qua bài thử phá tơi bời trước khi ra mắt. Ford đã công bố những hình ảnh chính thức, dù vẫn có ngụy trang, đầu tiên về chiếc Ranger thế hệ mới đang được thử nghiệm tại Úc và New Zealand. Sau hơn một thập kỷ thành công vang dội, Ford Ranger đã sẵn sàng cho một cuộc làm mới hoàn toàn. Và đây là cái nhìn chính thức đầu tiên về thế hệ 2022. Có gì bên dưới lớp ngụy trang? Ngay cả khi được ngụy trang, có thể thấy cảm hứng rõ ràng giữa Ranger T6.2 và chiếc bán tải F-150 dành cho thị trường Mỹ. Mặc dù hệ thống khung dưới Ford Ranger 2022 có mối liên kết chặt chẽ với Bronco, thông tin duy nhất do Ford cung cấp thì đây là chiếc Ranger cứng cáp nhất, kết nối nhất, có khả năng nhất cho đến nay. Video trên YouTube chính thức Ford Australia cho thấy một nguyên mẫu Ranger đang thực hiện một số pha vượt địa hình mạnh bạo ở vùng hẻo lánh của nước Úc hay trang trại tuyết ở New Zealand, hứa hẹn khả năng óc rốt mạnh mẽ nhất gần như ở những địa hình khắc nghiệt nhất, hệ thống chuyển động mạnh mẽ hơn. Dựa trên điều đó, hoàn toàn có thể kỳ vọng những thay đổi đáng kể dưới nắp capo của Ford Ranger 2022. Động cơ turbo diesel 4 xi lanh 2.2L cũ và turbo diesel 3.2L có nguồn gốc từ transit dự kiến ép bị loại bỏ. Nhờ mối liên kết DNA của T6.2 Ranger với Bronco, hệ thống chuyển động Ranger thế hệ tiếp theo có thể cũng sẽ được thừa hưởng từ mẫu xe thị trường Mỹ này. Dòng 2.3L 4 xi lanh 270 mã lực, 420 Nm xoắn hoặc động cơ xăng tăng áp kép 2.7L sản sinh công suất 310 mã lực, 542 Nm xoắn gắn liền với hộp số tự động 10 cấp. Đây có thể là một hệ thống chuyển động lý tưởng cho Ranger Wanderer và Raptor. Động cơ tăng áp diesel V6 3.0L Power Surge của Ford từ F-150 dự kiến S xuất hiện trên Ranger phiên bản cao cấp, mang đến một sự gia tăng hiệu suất rất cần thiết cho Ranger Raptor. Mặc dù không rõ thông số kích thước của Ford Ranger T6.2, nhưng dựa vào thông số của Bronco thể thấy trục cơ sở của xe có thể ngắn hơn và do đó tăng thêm góc vượt đỉnh dốc. Tuy nhiên, Ford Ranger mới dự kiến S rộng hơn so với mẫu hiện tại, mang đến khoang chứa hàng rộng hơn, thiết thực hơn cho những người ưa đi lại. Thông tin chi tiết chính thức về Ranger sẽ sớm được công bố khi Ford tung ra mẫu xe bán chạy này vào năm sau.